cái việc mà tác động vật lý là có thật nha mấy bà. Hằng bị tác động vật lý là có thật nha mấy bà, đừng nói content nha. Không có cái content nào mà cái ngón tay tôi nói thiệt á, thẳng ra không được luôn nha. Và Hằng cũng đã xác nhận là có bị, mà tôi nói mấy bà nghe nè, có lần 1 sẽ có tác động lần 2, lần 3, lần 4, lần 5. Và mỗi lần mà sau khi tác động xong á thì cũng sẽ gọi là xin lỗi, cho tao cơ hội đồ này kia. Thì cái chuyện đó là quá quen thuộc rồi. Cái tụi Trung Quốc này là hàng ngày. Trong khi hàng du mục là nước ngoài, lấy chồng nước ngoài như tôi nha mấy bà, mình ở nước ngoài nhiều khi mình cũng rất là sợ. Cái thứ nhất là tiếng nói mình rất là bé, mấy bà đừng nghĩ là tiếng nói mình lớn nha, không nha mấy bà. Ở bên đây mình rất là thấp cổ bé họng, nên là nó muốn quản lý mình thật sự nha. Tại vì bên đây nó người Trung Quốc, mình ở đất nước của nó mà. Bởi đôi khi Hằng sợ là đúng chứ không phải sai. Như mấy bà mà ở đất khách quê người rồi, mấy bà tác động vật lý mấy bà làm gì? Mấy bà chỉ có khóc thôi chứ mấy bà làm gì? Đó mấy bà thấy không? Như nó không cho Hằng gặp con luôn. Đó, Hằng phải khóc sướt mướt. Cái đó là có luôn nha, chứ không phải không có nha mấy bà. Cái chuyện mà hả, ở bên đất nước người ta như đó là ăn cơm bữa. Bởi vì người nước ngoài qua bên đây kiểu như là cũng rất là không có tiếng nói nha. Tôi hỏi mấy bà bây giờ mà thời tới rồi không kiếm tiền chứ làm gì? Trong khi á, ông chồng á thì có hai đời vợ, hai đứa con. Xong rồi sau hai đứa con đó là bốn đứa con ha. Mà chồng bây giờ kiểu như là cũng, Hằng cũng có chia sẻ là chồng bây giờ là phá sản rồi, đâu còn gì nữa. Thì giờ Hằng phải cặm đầu Hằng làm thôi. Mà có nhiều bà nha, lên cái kiểu như là nói không mới đẻ, mới sinh con mà không lo cho con. Con có mướn bảo mẫu đàng hoàng chứ không phải là bỏ bê không có người chăm người lo nha mấy bà. Mấy bà phải phân tích, mấy bà phải hiểu cho kỹ chứ. Nói chung Hằng du mục rất là kiên cường mấy bà ơi. Nhưng mà trong câu chuyện này thì không biết hai người có dàn xếp nói chuyện lại với nhau được hay không. Tại vì dù gì cũng có hai người, hai đứa con chung đó. Nhưng mà ví dụ như giờ mình, tôi biết là nếu như mà có như thế nào đó thì chắc chắn là Hằng cũng không được nuôi con. Chắc chắn là ông này ông cũng không cho Hằng nuôi con đâu, 100% luôn. Thì chỉ mong là hai người có giải quyết được.